đây chắc chắn là một ứng cử viên quá là sáng giá cho chiếc phía lỗ tít bên phía tay trái phía dưới thì đã bị chặn lại bởi con bi số 8. Rồi đầu gậy thấp trô nhưng vẫn xử lý được. Wow. Vẫn xử lý được rất là gọn gàng tới từ gos tám lỗ tít phía tay trái phía dưới theo màn ảnh của chúng ta, đúng vậy. Không còn gì khó với cái hình bi như thế này nữa. Tiếp tục là một con bi trô nữa màn trình diễn kỹ thuật tới từ Fedogos ở ngay trong rác thi đấu đầu tiên của trận đấu này. Mikael Olec gặp phải đối hơi cứng rồi. Và không có gì khó khăn với con bi mục tiêu số 10 để mang về điểm số đầu tiên. Những ngày thi đấu của Michigan mở rộng 2023. Có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ hay không đây? Có Roland Garcia. Có Roberto Gomez. Đó là các vận động viên của Philippines. rất là chính xác về visa và sẽ không có mặt được ở nước mỹ để có thể sản xuất các trận đấu vậy nên là này một sự cố không ai mong muốn một chút nào cả à, chúng tôi sẽ cố gắng để có thể về qua khe sáu bảy tìm được đường cho con đầu gậy của phenogos để cao rồi thả trôi con bi cái xuống phía dưới bàn với cái má này thì con bi cái sẽ chạy ngược lên phía trên một chút nhưng mà không sao cả vẫn hướng được con bi cái về phía băng dài bên tay phải theo màn ảnh của chúng ta để có thể hướng về con bi mục tiêu cuối cùng ở trên bàn là con bi số 10 rồi không rồi. Tầm này thì chắc là không lệch được nữa rồi. Rất là nhẹ nhàng dành cho Gos sau cú phá bi. Có bi mục tiêu nào rơi xuống lỗ hay không đây? Và câu trả lời sẽ là xử lý từng con bi một Đó là sau khi mà trận đấu này kết thúc thì chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn ở trên fanpage trên facebook fanpage billet pool việt nam các bạn đừng quên theo dõi nha thả cho con bi cái trôi một băng nổi xuống xử lý chính xác chắc chắn là phải đánh nó từng con bi một rồi, ôi nhưng mà con bi cái rồi, không có vấn đề gì cả. Wow, một pha cũng có phần uh, mi cào olymp. T không, không t rồi, không uh, không t con tám rồi, đang có một chút múa may tới từ bi cao và chắc chắn rằng là cơ thủ người thụy sĩ đã có cơ sở rồi đúng không ạ? Khi mà cũng sẽ là đó cũng sẽ là một cái liều thuốc tinh thần rất là tốt để cho Mika Olec tiến vào những cái rack thi đấu tiếp theo. Sau khi mà giành rack thi đấu thứ tư thôi các bạn. Cú phá bi lần này sẽ là của cầu thủ người Thụy Sĩ Mika Olec. Cú phá bi với một lực tương đối mạnh. Sẽ là trận đấu vòng tiếp theo, vòng 2. Không phải là trận đấu đầu tiên nữa, trận đấu đầu tiên thì đã xong đầu gậy hơi thấp một chút kéo con cái trô uh, về vượt qua đầu con chín vượt hẳn sang bên phía bên phải bàn cho con bốn này thôi ạ tay đẩy cái lên uh, phía trên bàn đó hướng về con bi số năm thật sự là rất là ác nhẹ nhàng tập này là rất là nhẹ nhàng dành cho Fedogos rồi và đánh tương đối cẩn thận tất nhiên là cũng phải có một chút múa may cho nó bay bổng nhưng mà vẫn đang đánh tương đối là chắc là cú phá bi của Mika Olek à, kịch bản những cú phá bi ở trong những trận đấu trước chúng ta được theo dõi đã tái diễn rồi rất nhiều con và sẽ lại là một tình huống sút tê wow. Đấy. vị trí sút tê tưởng chừng như khó nhưng mà vẫn thực hiện được tới từ Federer lại là sút tê trô dài cái uh, hai cái cánh tay cũng rất là dài và đó là một cú tuy nhiên thì uh, Federer sẽ cần phải xử lý tốt Đây là đang có cái ý tưởng là muốn gãi hình bi ra luôn rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Gãi được con 6 ra. Thi đấu rất là bình tĩnh. Từ những việc... Tiên. chắn được rằng là con bi này rơi xuống lỗ bởi vì cơ hội nếu như bỏ lỡ thì sẽ là nhường qua dành cho Mika Oleg nhưng không có gì khó khăn cả thì huống đẩy rất nhẹ nhàng con bi cái về bên phía băng dài bên tay phải theo màn ảnh của chúng ta để hướng về con 10 lỗ tít bên trái phía dưới không có bất cứ khó khăn nào và cũng không cú phá bi cũng tương đối là dứt khoát của cơ thủ người thụy ý tưởng đánh tấn công hay đánh thủ của Mika Olek đây, vậy là ý tưởng đánh phòng thủ tấm này lỗ tít bên phải phía dưới hay không đây đúng là như vậy rồi. có phải là một cái ý tưởng ăn con 8 chạy đường xa hay không đây con cái và con 7 đang gần như là nằm uh, thẳng rồi mà đến tập này thì chắc là chỉ có đợi cho Ferdinand mắc sai lầm thôi thì uh, Mika Oleg mới đứng dậy được chứ nếu không là không đứng dậy được đâu mà sẽ ngồi dính ghế luôn rất là đẹp với hai con bi cuối cùng này còn lại ở trên bàn. Nói kéo cái nhẹ về. Làm con 10 lỗ 10 cho nó xanh điệu. Không có gì ở Fedor hay không. Kịch bản đẹp nhất thì có thể là sẽ ăn khoảng tầm 2 cho tới 3 bi mục tiêu chẳng hạn. Vậy là không có rồi. Kịch bản ấy đẹp nhưng mà đáng tiếc là nó không xảy ra. Tương đối vội. Hơi có phần vội vàng một chút. Và bây bình... giờ... Vẫn có một tình huống xử lý rất là chính xác của Một cú đẩy mềm mại con bi số 5 Bi cái nổi một băng lên để hướng tới con bi số 6 mà thôi Con bi số 7 thì gần như là nằm ở cửa lỗ luôn rồi Đôi tay rất là mềm mại của Fedor -Gos. Từng tình huống ra ngọn trông thì rất là dứt khoát nhưng mà cũng rất là mềm tay giải đấu có dương quốc hoàng nhé các bạn có dương quốc hoàng hiện tại thì uh, trận đấu của dương quốc hoàng trong ngày thi đấu hôm nay thì sẽ là trận đấu vào lúc năm giờ ba sáng nha các bạn năm giờ ba sáng chỉ còn lại ba bi mục tiêu cuối cùng ở trên bàn thôi để chuẩn bị nâng tỷ số lên thành là hai không dành cho Ferragos không có quá nhiều khó khăn dành cho máy bắn bóng người nga ui còn 8 đi một đường ngọt lịm về phía lỗ tít bên phải phía trên luôn ăn con 9 kéo cái về giữa bàn chặt bằng con 10 và thế là xong Pedagos bay rất là cao trong những rắc thi đấu vừa qua và lại là cũng đang thi đấu song song với cả Pedagos Rồi, cú phá bi của máy bắn bóng người Nga Con bi số 1 liệu có lăn vào lỗ hay không đây? Không rồi, con bi số 1 không rơi vào lỗ Nếu như con bi số 1 mà rơi xuống lỗ thì chắc chắn là sẽ dọn bàn dành cho Feragos luôn. Bởi vì hai đường riêng, ba đường riêng, 4 5 6 7 8 9 10 đều có đường riêng cả không con nào có tình huống khó. Cũng uh, sẽ có thêm cơ hội nữa dành cho Mika Olec. Ở trong trận đấu uh, song song với cả trận đấu mà chúng ta đang theo dõi thì cơ thủ người Philippines là Roland Garcia cũng đã giành thắng lợi 2-0 rồi và đã điền tên mình vào trong vòng sau rồi còn những trận đấu còn lại thì cũng đang vẫn đang tiếp tục tiếp diễn cú sút tê wow một cú sút tê cũng có phần hơi thoát tim tới từ mika olek suýt chút nữa là con cái găm thẳng xuống lỗ và nếu như con cái mà găm xuống lỗ là thôi là lại hết bàn luôn liệu rằng có phải là ý tưởng đánh tấn công luôn tới từ Mika Oleg hay không đây ý tưởng trông có vẻ như là đánh phòng thủ nhưng mà con hai con hai mà rơi xuống lỗ thì là Mika Oleg tự làm khó mình nha bởi vì là con cái tới con ba thì đang có con tám đứng chặn giữa À không, nhưng pha đó mà nếu như mà Mika Oleg mà không gọi lỗ thì quyền bắn vẫn sẽ được chuyển qua dành cho Ferragos mà thôi. Và đây sẽ là Tình huống xử lý của Fedor Goss. Sẽ là một con bi thẳng rồi Đầu gậy phải cắm thấp Chứ nếu không là cú lê phát vào lỗ luôn Wow Rất tuyệt vời Sau cú ra ngọn vừa rồi của Fedor Goss, Nhưng mà cũng đang rơi vào tình thế khó luôn rồi à, Có thưa các bạn Sau trận đấu này thì chúng ta vẫn sẽ còn các trận đấu khác Theo hệ thống lịch thi đấu của Michigan mở rộng Các bạn đừng lo nha Trận đấu cuối cùng trong ngày là sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nha các bạn. Trận đấu cuối cùng của một ngày thi đấu sẽ là vào lúc 7 giờ sáng. Con bi số 3 này đang khiến cho Fedogos phải cân đo đong đếm rất là kỹ sẽ là một tình huống đánh tấn công luôn hay chăng đây trông có vẻ như là muốn đánh tấn công rồi đánh tấn công tới từ Fedogos rất tuyệt vời chém con bi số 3 ngọt lịm về phía lỗ tít con bi số 3 cũng hơi có chút vô tình lắc cửa lỗ tới 3 lần trước khi mà rụng xuống nhưng vẫn là một tình huống xử lý tuyệt vời của Fedogos và lại trông có vẻ như hết hình mất rồi con bi số 4 thì chắc chắn là một trăm hai trăm phần trăm là có đường riêng không có gì khó cả Điều cái quá là dính tới con bi số 5 luôn. Ôi, chém quả con số 3 đúng là ngọt lịm thật. Đôi tay quá là thanh thoát của Phaedrogoth rồi. Tập này thì rất là khó để có thể ngăn cản. Cú lê hai băng lên. Điều cái cho con bi số 6. Con bi số 7 thì chắc chắn là nằm trong tầm kiểm soát rồi có thể uh, ghim được lực con cái lại đứng ở cái vị trí mà con 6 nó vừa đứng thì ăn con 7 cũng là nhẹ nhàng thôi. Đó. trời ôi. Nhìn, nhìn người ta bắn cái pha đứng cái nó phải gọi là quá là mượt mà luôn. Thôi vậy thì uh, có lẽ rằng đến đây thì là kết thúc rồi. Không có gì nữa dành cho Fedor À xin lỗi bạn không có gì nữa dành cho Mika Oleg nữa rồi. Làm con 8 lỗ 10 cho nó gọi là xanh điệu. Còn chín với cả con 10 thì chắc chắn là lỗ tít rồi. thôi đẩy cái thả trôi một băng rất nhẹ nhàng thôi. Làm con chín nữa là êm luôn. Đầu gậy cao à. Vậy là con cái nó sẽ chạy về phía bên tay phải. Vòng ngược lại luôn. À, quỹ đạo di chuyển tương đối là thú vị. Của con bi, con bi cái. Với một tình huống ép lực rất là mạnh. Nhồi một chút con bi cái lên và con 10 này thì không có gì khó khăn cả. Một cú đẩy rất là nhẹ nhàng êm ái tới từ Fedor